Tên ông ấy là Elon Musk. Ông ấy đã cứu phản quyền tự do ngôn luận. Ông ấy đã tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời khác nhau. Ông ấy đâu rồi? Nào, lên đây đi, Elon. Ông ấy đã tạo ra công ty ô tô Mỹ lớn đầu tiên trong nhiều thế hệ. Và công ty tên lửa của ông ấy là lý do duy nhất chúng ta hiện có thể đưa các phi hành gia Mỹ vào không gian. Lại đây nào, tiếp quản đi, Elon. Cứ tiếp quản đi. Xin chào mọi người. Như các bạn có thể thấy, tôi không chỉ là MAGA, tôi còn là Dark MAGA nữa. Trước hết, tôi muốn nói rằng thật vinh dự khi được có mặt ở đây. Và các bạn biết đấy, thử thách thực sự đối với tính cách của một người là cách họ cư xử khi bị tấn công. Chúng ta đã có một tổng thống không thể leo nổi bậc thang, và một tổng thống khác vẫn đấm tay vào khung trung sau khi bị bắn. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Máu chảy xuống mặt. Bây giờ, Hoa Kỳ là quê hương của những người dũng cảm. Và không có thử thách nào thực sự hơn lòng can đảm dưới làn đạn. Vậy, ai là người bạn muốn đại diện cho Hoa Kỳ? Tôi nghĩ cuộc bầu cử này, tôi nghĩ đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời chúng ta. Đây không phải là một cuộc bầu cử bình thường. Phe đối lập muốn tước đi quyền tự do ngôn luận của bạn. Họ muốn tước đi quyền mang vũ khí của bạn. Họ muốn tước đi quyền bỏ phiếu hiệu quả của bạn. Hiện có 14 bang không yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri. California, nơi tôi từng sống, vừa thông qua một đạo luật cấm yêu cầu giấy tờ tùy thân cử tri để bỏ phiếu. Tôi vẫn không thể tin điều đó là thật. Vậy, làm sao bạn có thể có một cuộc bầu cử đúng đắn và hợp lệ nếu không có giấy tờ tùy thân? Nó vô nghĩa. Và tự do ngôn luận là nền tảng của dân chủ. Nếu mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu họ không biết sự thật, làm sao bạn có thể bỏ phiếu một cách hiểu biết? Bạn phải có tự do ngôn luận để có dân chủ. Đó là lý do tại sao nó là tu chính án thứ nhất, và tu chính án thứ hai có ở đó để bảo đảm rằng chúng ta có tu chính án thứ nhất. Tổng thống Trump phải thắng để bảo vệ hiến pháp. Ông ấy phải thắng để bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là tình huống phải thắng. Vì vậy, tôi có một yêu cầu với mọi người trong khán giả. Mọi người xem video này, mọi người trong buổi phát trực tiếp này. Đây là một yêu cầu, nó rất quan trọng. Hãy đăng ký bỏ phiếu. Và hãy lôi kéo tất cả những người bạn biết và cả những người bạn không biết để đăng ký bỏ phiếu. Chỉ còn 2 ngày nữa để đăng ký bỏ phiếu ở Georgia và Arizona. 48 giờ. Hãy nhắn tin cho mọi người ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Và sau đó hãy bảo đảm họ thực sự đi bỏ phiếu. Nếu họ không làm vậy, đấy sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Đó là dự đoán của tôi. Không có gì quan trọng hơn.
Vì vậy, hãy lôi kéo tất cả những người bạn biết, tất cả mọi người. Tôi đang nói với những người ngoài kia. Tôi nghĩ mọi người trong đám đông đã được thuyết phục rồi. Nhưng đối với những người ngoài kia đang xem video, đang xem buổi phát trực tiếp, bạn cần lôi kéo tất cả những người bạn biết ở nơi làm việc, bạn bè, gia đình, nhóm tin nhắn, mạng xã hội của bạn, tất cả mọi thứ. Hãy lôi kéo họ đăng ký bỏ phiếu ngay bây giờ. Chỉ còn 2 ngày nữa đối với Georgia và Arizona. Chỉ còn vài tuần nữa đối với Pennsylvania. Và nếu họ không đăng ký bỏ phiếu, điều đó không quan trọng nữa. Hãy đăng ký bỏ phiếu. Tôi đang lặp đi lặp lại vì một lý do. Không có gì quan trọng hơn. Nhiều người nghĩ rằng có lẽ lá phiếu không được tính. Nhưng nó được tính đấy. Nó quan trọng. Và cuộc bầu cử này có thể được quyết định bởi 5.000 phiếu bầu, 500 phiếu bầu. Có thể là một biên độ rất nhỏ. Vì vậy, hãy lôi kéo tất cả những người bạn biết để đăng ký bỏ phiếu. Tôi nghĩ trang web đăng ký là iwillvote.com. Các bạn hãy vào đó kiểm tra xem mình đã đăng ký thành công chưa nhé. Đừng cho rằng mọi thứ đều ổn mà không kiểm tra lại. Tôi nhắc đi nhắc lại điểm này vì nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc bầu cử này. Có 2 việc các bạn cần làm. Một là bảo đảm mình đã đăng ký bỏ phiếu. 2 là vận động tất cả những người bạn quen biết đi bỏ phiếu. Chính 2 điều này sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử, đặc biệt là ở Pennsylvania. Cảm ơn tất cả các bạn. Và nói thật lòng, tôi muốn các bạn hãy trở nên hơi phiền phức một chút. Đừng ngại làm phiền tất cả mọi người xung quanh bạn, từ người quen đến người lạ, trên đường phố, ở bất cứ đâu. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Cảm ơn các bạn.